Vâng, xin chào các bạn thì trong quá trình chúng ta sử dụng cái máy tính mà sử dụng cái chương trình uh, Windows có thể đôi lúc uh, mình sẽ thấy cái máy của chúng ta nó hơi bị lắc hoặc là uh, chạy chậm hơn so với uh, uh, những buổi ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, cách mà chúng ta là uh, tắt những cái uh, chương trình nó chạy ngầm, nó gọi là background art. ở trên Win 10 thì chúng ta có thể làm như sau: chúng ta vô phần là uh, Setting này phần setting ở trong phần setting chúng ta chú ý đến từ nào, riêng tư này privacy này đây à, sau khi chúng ta vô thẻ này chúng ta kéo xuống phần background art background art này ở đây chúng ta có thể là tắt riêng tư từ từng cái chương trình nó chạy hoặc là chúng ta có thể là đang ở chế độ on chúng ta off lại sau sau khi off xong thì chúng ta tắt máy. Thần off, rút uh, dao máy đi. Và chúng ta mở lại uh, máy Khi mà chúng ta uh, Muốn thao tác hoặc là sử dụng máy. Ở trên Win 11 chúng ta có thể làm như sau, chúng ta vô phần uh, run nhé, đó, run chúng ta đánh từ là uh, get msc uh, chúng ta vô đây thì chúng ta theo đường dẫn này, đường dẫn này mình sẽ sổ trên cái màn hình. À đây mình này. Đây. Chúng ta vô window và chúng ta chú ý đến phần uh, add reversy này. Rồi chúng ta vô được đây rồi, chúng ta kéo xuống cái phần uh, let window app run này. The background này, chúng ta nhấn đúp vô. Nhấn đúp vô nó đang ở chế độ là not thì chúng ta disable nó đi. Chúng ta nhấn apply. Và chúng ta khởi động lại máy chúng à, ta tắt sút đau máy chúng ta bật lại đó là hai cách mà mình muốn giới thiệu các bạn à, thực hiện trên Windows 10 và Windows 11 để tắt cái phần mà background app là cái những cái chương trình mà nó chạy ngầm à, cái máy chúng ta nó chạy à, thêm cái, những cái background này thì đôi khi nó sẽ làm cho cái máy chúng ta lắc và chậm à, Chúc các bạn thành công hẹn gặp lại các bạn clip sau